Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello anh em ơi, chào mừng em quay trở lại tiếp tục với game đảo kho báu. Ok, hôm nay là một cái tuần mới rất là nhiều các sự kiện hấp dẫn luôn em à. Tuần này nó mở thêm cái sự kiện ngũ hoàng, nó cũng giống như cái giờ sự kiện tứ hoàng vậy em. Nhưng mà bù lại thì nó có thêm một cái sự kiện đổi đồ ở phần cuối nữa. Thì cái sự kiện này thì nó cũng khá là giống với sự kiện tứ hoàng thôi, cho nên là mình nghĩ là bia chắc để mà quét full sự kiện thâu tóm ở cái móc cuối của sự kiện tứ hoàng thì cái đợt này thì nó cũng giống như cái sự kiện ngũ hoàng thôi em. Cho nên là chắc khoảng có dao động khoảng có tầm 200k bia đó anh em. Thì đợt trước mình quét 227k thì mình dư khá là nhiều quả bi số 15, cho nên đợt này là nó chuyển có thành ngôi sao anh em. Cho nên là mình nghĩ là chắc khoảng cỡ 220 đi, anh em quét ở 220 cho chắc ăn. Thì cái tỷ lệ ra cái ngôi sao thì mình chưa biết, có số anh em bảo là 80k bia mà chỉ được có 2000 mấy thôi anh em, 2089 cái ngôi sao thôi. Cho cái tỷ lệ ít, người ta hôm qua là có một bạn quét 10.000 thì đã ra được khoảng có 550 cái ngôi sao rồi anh em ạ. Đây thì bây giờ mình sẽ review sơ sơ qua cái chuỗi sự kiện này cho anh em xem trước nha, rồi sau đó là xíu anh em mình sẽ vô trong group soi thử như thế nào. Thì đầu tiên là cái chuỗi sự kiện ngũ hoàng nó như thế nào đây. Sự kiện này trung thu, sự kiện này trung thu sẵn có ngũ hoàng anh em, sự kiện chinh phục ngũ hoàng đua top nè, từ ngày 20 tháng 9 cho đến ngày 23 giờ 59 phút cho tới ngày 22 tháng 9, từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 cho đến 23 giờ 59 ngày 22 tháng 9 rồi anh em. Đây thể lệ là người chơi sở hữu vật phẩm là ngôi sao số 5 thông qua việc đánh và quét map. Phần thưởng bao gồm phần thưởng cái dòng đầu tiên cũng giống như là cái sự kiện tứ hoàng anh em, sự kiện đua top nè. Đây sự kiện đua top item, cái phần thưởng để mình xem thử cái phần thưởng này. Bản đồ bí ẩn, ôi chết này, nó bị che mất tiêu cái bản đồ bí ẩn phía sau này. Số lượng 50 luôn, ở top 1 với 50 cái bản đồ bí ẩn của anh em à. Hình như là nó cũng giống như cái đợt rồi thì phải, giống như cái đợt tứ hoàng không ta? Mình quên mất tiêu cái sự kiện tứ hoàng hôm bữa là đưa top được bao nhiêu bản đồ bí ẩn đó nè. Nhưng mà ngọc thì khá là nhiều nha anh em, 12k, 15k, 10k nè. Đây, đá đột phá. Ui, đá đột phá 100k luôn nè. Hồn thức tỉnh thì khỏi đi, còn quá là nhiều luôn. Hiện tại giờ mấy anh em mới thì mới cần thôi, còn như mình thì mình cũng hiện tại giờ còn khá là nhiều rồi. SP trận pháp cao nữa nè, rồi khá là im. Tới cái chuỗi sự kiện thứ hai là cái vòng quay vô tận. Vòng quay vô tận ở đây thì anh em phải cố gắng quét thật là nhiều cái ngôi sao số 6, càng nhiều càng tốt. Và cái tỷ lệ để mình xem thử ấy. Bi số 6 để mình mở cái hình to lên xíu. Bi số 6 1 2 3. Nó cũng như cái sự kiện tứ hoàng hôm bữa đó anh em. Không có bi, không có bốn cái ngôi sao, chỉ có x 3 thôi. Thì cái phần thưởng bên trong thì nó cũng như vậy thôi, để mình xem để cái phần thưởng. Khi mà anh em ăn full 2.500 móc được những cái phần thưởng gì đây? Không có cái móc quà 200 anh em, 200 250 gì đó cho anh em vui. Đây, dãy quát 500 luôn. Phải thêm cái móc 250 vô nó là đẹp hơn em, 250 nè, tới 500, 750, 1000, 1003, 1006, 2000, 250 đó, thêm cái móc 250 vô là đẹp luôn, 200 hoặc là 250 nè. Ngọc 1000, 2000, 4, 6, 8, 10, 12, để mình đếm đây, 12, 20, 2, 30, 36, 40, 43, cũng như đợt trước anh em, cũng 43 thôi. Bản đồ bí ẩn nè, 28 là 10 nè, 18 là 28, 48, 48 với cái này là 63, hình như là cũng giống như đợt trước không? Thì phải, hình như đợt trước cũng 63 mảnh không? Thì phải anh em. Đây, đá đúc thiên phẩm, hình xăm cổ ngọc, hình xăm bùa, hình xăm siêu cấp cổ ngọc. Đó, hình như là cái chuỗi sự kiện dòng qua vô tận này, cái phần thưởng nó cũng y chang như cái đợt tứ hoàng thôi anh em à, không có khác gì hết. Sự kiện tầm bảo có tỷ lệ Gabi nè, đây nó cũng có cái bi số 3 0,99% giống như đợt trước luôn em à. Đây còn cái móc phần quà
khi mà anh em đạt 1.500 là có 3.000 đá vũ trụ anh em. À, có 3.000 đá vũ trụ luôn, nhưng mà phải 8k anh em mới để up được một món. Vì vậy mà muốn up full món là anh em phải tốn đến 32k nè. 32k mà ở đây nó chỉ có 3k thôi. Cho nên là không có đủ để mà có thể là up được cái trang bị bạch kim. Đó, up được cái trang bị bạch kim lên. Bản đồ bí ẩn 24. Móc 100, 200 nè. Ôi, bản đồ bí ẩn hơi thấp nè. 300 là ngọc 3.000 nữa. 600 cổ ngọc 10.000. 900 SP trận pháp cao 12.000. 12 ở 1.200 đá đột phá. 1.500 là đá vũ trụ. À, đợt này nó có khác một xíu được đó, là thay vô cái đá vũ trụ anh em. Bây giờ tới cái sự kiện thâu tóm. Sự kiện thâu tóm đợt này là 200 tầng. Diễn ra vào lúc vào ngày 27 cho đến ngày 29 nha anh em. Kết thúc vào lúc vào ngày 29. Đó, không vào 23 giờ 59 phút ngày 29 sẽ kết thúc. Và có thể lệ là toàn bộ người chơi sẽ sử dụng cái ngôi sao số 7 chơi được cái sự kiện tầm bão này nha anh em. Đó, là anh em sử dụng để mà quét bên cái sự kiện thâu tóm và anh em kiếm cái ngôi sao số 8. Ngôi sao số 8 này đến thì nó sẽ rơi ra từ cái trong mấy cái ô anh em. Ngoài mấy cái ô chính ra thì nó còn có mấy cái ô phụ, phần thưởng phụ. Thì cái ngôi sao số 8 sẽ rơi ra từ ở trong mấy cái phần thưởng phụ đó và từ cái bậc số 50 nha anh em. Số 50 tới bạn thì từ cái tầng 2, tầng 50 cho tới tầng 200 đó. Trong trong 150 tầng đó sẽ có cái xác suất ra được cái ngôi sao số 8 để cho anh em lấy để anh em đổi đồ. Còn cái sự kiện đổi đồ thì mình cũng không biết là đổi được cái gì thì mình chưa biết, tới đó mình sẽ review cho anh em xem. Đây, toàn bộ người chơi sẽ sử dụng ngôi sao số 8 để chơi cái sự kiện đổi đồ này. Đó, thì đây là cái sự kiện ngũ hoàng. Đó, thì nó nôm na là thêm được cái sự kiện đổi đồ thôi anh em à. Cũng giống như cái sự kiện tứ hoàng thôi. Mình nghĩ là anh em nếu mà chắc ăn thì chơi khoảng cỡ 220k bia đi để chắc ăn. Và xíu nữa mình sẽ quét thử xem thử là cái tỷ lệ ra cái ngôi sao như thế nào cho anh em, để anh em biết đường anh em quét nha. Đua top kim cương, đua top nạp kim cương anh em à. Để mình xem thử cái sự kiện này. Top 1 là phải trên 3 đạt mốc 30.000 kim cương. Đó, phải đạt mốc 30.000 kim cương là anh em có thể nhảy vô được top 1. Và chưa chắc ăn đâu, phải cạnh tranh với nhau kia các kiểu nữa. Trang bị ở phần thưởng bao gồm là Sanji nhân 50. Ui, đợt này cho Sanji hơi bị nhiều nè. Khi nào đợt này thức tỉnh Sanji rồi đó anh em à. Đây, cho Sanji cực kỳ nhiều luôn. Gương trang bị San X10 nè, SP trận pháp cao 40. Trời, đá vũ trụ 35.000 luôn. Đây, cho phát này xong là đủ để mà đột phá trang bị luôn anh em à. Đột phá trang bị luôn. Đá chuyển hóa nhân 5 nữa. Rồi, để mình xem cái móc cuối cùng này. Móc 500 này nè, 500 kim cương nè. Thì Sanji nhân 5 đã đột phá 1.000, SP trận pháp cao 2.000, đá vũ trụ 2.000 anh em. Đây, ngọc thức tỉnh thêm 10.000 nữa. Ok, thì anh em có thể lên trên web của game đảo kho báo để xem thử các phần thưởng đua top nạp nha. Sự kiện chỉ diễn ra từ cụm 1 tới cụm 33 đây. Đây, cái sự kiện nạp siêu cấp quay trở lại anh em. Để mình xem thử. Đợt này là nó không có cho cái chiêu mộ lên bạc á. Chiêu mộ lên bạc hình như ở trong này thì ấy. Mà đợt này nó không có cho, để mình xem thử trong mấy cái sự kiện lễ Tết đây. Hôm qua mình cũng đã xả hết. Đây, chiêu mộ lên bạc 1.500 nè. 1.000 đó anh em. Đó, để mình xem bên đây. Hôm nay có cái sự kiện ở đây. Đây, cũng có 20k cũng được 1.500 chiêu mộ lên bạc nè. Giảm giá đặc biệt 4 ngày, 5 ngày luôn anh em à. Sự kiện giảm giá đặc biệt là diễn ra 5 ngày, cho nên là anh em có thể là vô mua bia nè. Thì anh em có thể là mua 5 ngày liên tiếp mà được 50k bia luôn anh em. Đây, nếu mà anh em là không đủ bia để mà chơi thì anh em mua để dành cũng được. Đợi nửa ra cái sự kiện khác thì anh em chơi ăn full luôn. Còn cái sự kiện đợt này thì mình chưa biết cái tỷ lệ ra ngôi sao như thế nào. Thì để xíu là mình sẽ quét full hết toàn bộ 200k bia. Quét 200k bia cho anh em xem thử là nó sẽ ra được bao nhiêu ngôi sao cho anh em xem nha. Bây giờ để mình vô mình xả hết cái mua hết cái đống bia này cái đã. Đây, nó diễn ra tới 5 ngày anh em. Mỗi ngày nó sẽ reset một lần, cho nên là mỗi ngày anh em có thể vô mua được một lần 10k. Mỗi ngày anh em vô mua 10k đó. Cái này là cái sự đớp top tiêu cụm server, sự kiện đua top nữa anh em. Đua top
đua top Tiêu Ngọc đó. Ngọc Ngự Mã đã đột phá sách SP này, không có cho cái gì ta, à đá vũ trụ, nó không có cho đá vũ trụ ha. Để mình xem thử, Ngọc Ngự Mã 1000 đá đột phá, 13.000 sách SP trận pháp cao, 3.000 cổ ngọc. Ui, nó không có cho cái đá vũ trụ ta. Để mình xem thử vòng vòng ở phía trên đây, 4 năm luôn. Ngọc Ngự Mã đá chuyển hóa, không thấy. Đại Phú Hộ, cái danh hiệu Đại Phú Hộ, khi mà anh em đạt mốc 150, nhưng mà với điều kiện là anh em phải nạp nhiều nữa, phải tiêu nhiều nhất nha anh em, phải tiêu nhiều nhất nên chứ không phải là anh em đạt mốc là anh em lấy cái danh hiệu của anh ta đâu. Này đã nói là đua top, nhiều người lên hỏi sao mình đạt đủ 500 điểm sao không nhận được phần thưởng. Đã nói là đua top thì anh em phải cạnh tranh với nhau, vì vậy mà đó, chỉ có 51 tới người thứ 51 tới người thứ 100 thôi, chỉ có 50 người thôi anh em. Vì vậy mà anh em phải cạnh tranh với nhau thì anh em mới có thể là nhận được cái phần thưởng này. Sau khi 6 ngày, 7 ngày, 7 ngày kết thúc, 7 ngày đua top kết thúc thì anh em mới có thể là nhận được phần thưởng. Này, đá vũ trụ 2.000 là anh em. Đây, 4.000 à, 6.000. Đó, lên được cái top ở trên này là phải 8.000 mà chỉ được có một món thôi anh em. Đây, để cho anh em xem thử là cái trang bị nè. Trang bị mà để lên được cái bạch kim là phải tốn tới 8.000 ở đá vũ trụ luôn anh em. Đây, 8.000 một món, 4 món là 32.000. Vì vậy mà bây giờ nó cho có mấy ngàn. Đua top ở khúc dưới thì rất là không đủ để mà có thể là xài được anh em. Ui, bữa nay cái sự kiện vòng quay ga ngọc không luôn anh em. Đó, hiện tại bây giờ mình đang còn 100k ngọc. Để xíu mình sẽ xả ngọc. Ui, quay phú này được thêm 5k nè. À, ngon ngon. Để mình xem thử còn cái gì mà lấy ngọc được đấy không anh em. Hôm nay mấy cái sự kiện lễ Tết nãy mình quên xem. Đây, 1.000 ngọc nè. Ở đây không có. Bên sự kiện, sự kiện 1.000 ngọc nên em, bữa nay nạp 20k được 2.000 ngọc. Với lại trong này 4.000 đó là 6.000 nữa. Đây, nạp 20k bữa nay cũng khá là lời ha. Bữa nay mình giờ hiện tại giờ mình đang được 111k bia. Hôm qua mình xả hết 40 mấy k giá chi một lần bạc rồi anh em. Đây, được 2.760 thùng bia. Là mình được khoảng cỡ thêm 100 mấy chục k bia nữa anh em. Là mình có thể là chơi, có thể là ăn được full sự kiện lần này rồi. Ok, thì bây giờ mình đã điểm qua xong sơ sơ cái sự kiện tứ hoàng rồi cho anh em xem. Và nếu anh em xem thử mình có ăn được hay không, nếu mà không ăn được thì thôi để dành bia để chơi cái đợt sau đi anh em. Với 100k bia thì anh em chơi nó cũng hơi bị lỡ cỡ ha. 100k bia thì nó cũng hơi lỡ cỡ lắm anh ạ. Cho nên là anh em suy nghĩ thử có nên chơi hay không. Đó, tùy do anh em xem thử là có nên chơi hay không thì tùy anh em nha. Chứ nãy có một bạn ở trên group bảo là có 80k bia mà quét được có 2.000 quả bia, có 2.000 ngôi sao thôi. 2.000 ngôi sao thôi anh em à. Cho nên là cái tỷ lệ ra cũng hơi bị thấp ha. Và tối qua thì mình xem thì có cái bạn kia nói là 10.000k được đến 500 rưỡi cái ngôi sao lận. Đấy, mỗi người có một cái ý kiến riêng cho nên là để xíu nữa mình sẽ quét thử xem thử được cái tỷ lệ nó ra như thế nào rồi anh em tham khảo thử nha. Ok, thôi mình sẽ kết thúc cái video.